Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tìmgiangon.com. Và ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách đặt và đăng ký tài khoản 3MI. Đây là một ứng dụng giao đồ ăn rất là nổi tiếng, vừa mới ra mắt khoảng 1 năm, nhưng mà có rất là đông khách hàng mà đặt mua qua đây rồi. Thì các bạn vào CH Play hoặc là Apple Store có 3MI nhé. Rồi các bạn tải về, đây là tôi tải rồi, các bạn bấm mở. Ok, cho phép truy cập ứng dụng. Thanh toán Zalo Pay giảm thêm 15.000. Để đăng ký tài khoản, các bạn vào cái phần 3 chấm ở trên cùng bên tay phải này, bấm vào đăng nhập, kết nối với số điện thoại. Các bạn đừng kết nối Facebook nhá, bởi vì nếu Facebook của chúng ta mà bị khóa ấy, thì sẽ mất luôn cả cái tài khoản này. Rồi số điện thoại, nhập số điện thoại vào, họ gửi một cái mã xác nhận về điện thoại. Xác nhận, họ tên Tìm Giá Ngon, mật khẩu. Xong, vào thử phần phí cước công xem một khuyến mại gì không. Giảm 50.000 cho Tiger Sugar, giảm 30.000 cho đơn 55k, giảm 65k cho đơn 35k. Rồi mình đã hướng dẫn các bạn đăng ký xong rồi nhá. Thì mình sẽ có một cái video khác về cái hướng dẫn mua hàng nhá. Để các bạn nhá.